cách tiếp cận không tồi của đội Việt Nam. Cú đá tầm xa của Vũ Văn Thanh. Cú đá không cần nhiều đà nhưng cũng đã kịp. Duy Mạnh. Sự dẫn dắt của Văn Quyết là hợp lý. Những tình huống cầu nối đã Thank you.
ba trận đấu trước đó của đội Việt Nam đến Minh Phương. Một điểm mà tôi nhận thấy là khá đặc biệt trong phong cách thi đấu, trong phong độ thi đấu của Bùi Tiến Dũng ở AFF lần này, đó là sự điềm tĩnh. Quãng thời gian đã giúp cho Bùi Tiến Dũng lấy lại được niềm tin, và cho dù cũng đã có những bàn thua ở trận đấu đã qua, nhưng tôi tin tưởng vào phong độ của Bùi Tiến Dũng với một sự điềm tĩnh, một sự dày dạn, một sự trưởng thành vượt tuổi. Rất tiếc là Quang Hải đã thực hiện ra ngoài. Như vậy là đã không có bàn thắng. Olympic Nhật Bản và Olympic Hàn Quốc vào lúc 18:30 ngày hôm nay.